người nói thầy, thầy nghe không rõ. Dạ, 3.1 với 3.2 á thầy. Giờ tới khi nào em? Tới ngày nào á? Dạ chắc tầm cuối tuần này hoặc giữa tuần sau là được rồi thầy. Okay. Thầy cho mấy bạn bố đây thầy. Thôi tới tuần sau luôn đi, nó chắc cú tới ngày 18 luôn nha. Bảy nha. Đời. Các bạn thấy cái màn hình xe bên mình không? Dạ đây. Này sao nó đơ mất tiêu rồi. Ok, thôi kệ nó đi, để nó chạy đi nha. Do mạng của mình hay gì ta? Hay là do trang web ta? Rồi, ok, chúng ta vô bài học để tôi record lại. Bạn đợi tí xíu nha, nó ấy cái đã, nó chấp nhận record lại cái đã. Sao lâu rồi ta? Alo. Dạ bạn nghe bình thường nè. Ok, sao sáng nay bấm record nó lâu lên dữ ta? Oh, sao we will remove the meeting. Ok, chúng ta đã mở được tính năng recording. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học của mình. Thì mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ tập trung xem là đọc cái nút nhấn vô như thế nào.
và cái chống dội nút nhấn ra làm sao. Thì cái này rất tiếc là không có phần cứng để mà demo trực tiếp cho mấy em, nếu có demo phần cứng ngay trực tiếp thì rất là hay. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta sẽ học cái kỹ thuật, còn cái việc thực hành thì chúng ta sẽ học ở trong cái môn thí nghiệm ha. Chúng ta sẽ có phần cứng trong môn thí nghiệm để chúng ta thử. Đây, tôi đâu rồi, lại phát sinh vấn đề nữa rồi. Là cây bút với lại cái protest nó dùng chung một cái file DLL, một cái file thư viện, nên là mở anh này lên thì không dùng anh kia được, mở anh kia lên thì không dùng anh này được. Ok, anh chạy rồi nè. Ok rồi, mở anh này lên. Ok rồi, mà cái quan trọng ở đây là chúng ta học cái phương pháp thực hiện, chứ còn cái code cụ thể hay là cái vấn đề cụ thể thì chúng ta sẽ tùy công vi xử lý, tùy công vi điều khiển mà chúng ta áp dụng nó vô. Okay, ha. Cái phương pháp ở đây mình cũng gọi là cái phương pháp, người ta có thể gọi nó là finite element gì đó, hoặc là state machine nha, state machine. Cái quan trọng nhất là em nắm được cái cách áp dụng cái phương pháp thôi. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ vô cụ thể đây. Chúng ta có cái nút nhấn, nút nhấn là nó sẽ đóng với mở thôi. Bây giờ làm sao mà bắt được cái sự kiện đóng với mở này vô trong công viên điều khiển để nó chuyển thành mức logic 1 hoặc là 0. Để khi đó chúng ta mới gọi là bắt được sự kiện của người sử dụng ở bên ngoài, đúng không? Thì nó có hai cách, đơn giản nhất là có hai cách. Chúng ta nối trực tiếp cái nút nhấn này vô trong công viên điều khiển và chúng ta treo lên một cái điện trở, này gọi là điện trở treo, pull up resistor, em đọc trong tài liệu nó sẽ sử dụng nè, pull up, được chưa? Resistor, đó, pull up là treo lên. Thì treo lên là giá trị bao nhiêu? Giá trị là thông thường thì người ta lấy 10 kg, em lấy 1 kg cũng được. Treo này để cho khi mà người ta chưa nhấn nút thì cái mức logic 5V này nó sẽ được đặt lên chỗ này và nó đặt lên chỗ này. Và công vi điều khiển mình nó sẽ thấy là mức logic 1. Còn khi mà công tắc đóng lại thì cái chân logic chỗ này nó sẽ nối với 0. Đấy. Và đương nhiên nó sẽ có một dòng điện nhỏ nhỏ qua trong điện trở này là đương nhiên rồi, nhưng mà chỗ này nó nối với 0 thì nó sẽ đọc là mức logic 0. Đơn giản như vậy thôi. Cái thứ hai là khi mà công tắc người ta treo ở trên thì là pull down resistor thì nó lại ngược lại với nãy, tức là gì, khi công tắc đóng lại thì chúng ta sẽ đọc được mức logic là 1, còn khi công tắc thở ra thì chúng ta sẽ đọc được mức logic là 0. Các bạn lưu ý là phải có cái điện trở vô, chứ nếu không có là chúng ta đóng lại cái là 5V nó nối thẳng xuống 0V là nó hư luôn cái công tắc của mình, hoặc là hư cái nguồn nha. Như vậy thì trong nó có vẻ đơn giản, nhưng mà khi mà lập trình thì chúng ta phải đối mặt với những cái vấn đề, ví dụ như là người dùng người ta nhấn vô á thì gọi là nhấn giữ hay là nhấn nhả hay là nhấn đúp hay là vâng vâng, đủ cái nó 5-7 kiểu nhấn gì lại nha. Như con chuột của em á, nhấn chuột á, nó có nhấn kéo, drag và kéo, đúng không? Drag và kéo nè, rồi single click, đúng không? Single click. Đấy. Rồi double click. Đấy, rồi double click, rồi triple click, rồi nhấn trong 30 giây kia tùm lum. Nói chung là nó có rất là nhiều cái sự kiện mà nó có thể xảy ra với lại cái nút nhấn của mình, và bắt cái nút nhấn là một cái bài toán khá là cơ bản của cái lập trình nhúng của mình. Ok ha, rồi chúng ta sẽ xem qua một số cái trường hợp sau đây. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống là có một cái đèn led để chúng ta demo cho ngõ ra, được chưa? Thì đèn led này, cái hệ thống yêu cầu là đèn led này sẽ tắt khi mà chúng ta mới mở điện lên. Rồi khi mà người dùng người ta nhấn nút thì đèn led
nó sẽ turn on, tức là nó sẽ sáng. Even if the button has not yet released, tức là nhấn vào một cái là cái đèn led nó sáng luôn. Ok ha, nhấn vào một cái đèn led nó sáng luôn. Vậy thì cái đối với những cái dạng này thì chúng ta làm sao? Làm sao đây, tôi làm thử cho em xem nha. Rồi là button đi. Button mà. Đại đi. Rồi, ta kéo anh vi điều khiển vô. X16F1509 đi. Anh vi điều khiển nào cũng được. Switch này chúng ta sẽ cho nó switch nào đây? Button có không? À đây, button. Push button. Rồi, min rest 10 kg. Rồi, LED. Một cái đèn LED nữa. Green đi. Ok. Rồi. Min res. Bao giờ? Rồi. Ok. Chúng ta đưa con vi điều khiển ra. Ok. Chúng ta sẽ đưa cái anh điện trở ra. Ok. À, bây giờ ta sẽ đưa anh điện trở là này đi. Rồi. Chúng ta sẽ đưa cái này là R đây. Đó. Chúng ta sẽ đưa cái đèn LED ra đây. Vô. Ok. Đó. Chúng ta sẽ cho nó xuống ground. Ok, chúng ta sẽ đưa cái nút nhấn buttons. Rồi, đây chúng ta sẽ lấy cái RC7 đi. Ok không? Đây lấy cái RC7 đi. Rồi, chúng ta sẽ treo cái điện trở lên trên. Thì khi nhấn nó là một số 0, đúng không? Rồi, treo điện trở lên trên nha. Trên xuống dưới gì cũng được. Mình dùng phần mềm để mình xử lý nó mà. Đây chắc là mình kéo nó xuống dưới tí. Rồi. Power. Đây là RAM. Đây nó không có tên nè. Tên chúng ta để cái nút nhấn S1. Ok, hệ thống là ok ha. Chúng ta có thể là treo anh này lớn được, muốn treo cũng sao thôi. Chúng ta không dùng kim reset thì chúng ta treo không treo thì nó cũng chạy ha. Ok. Đó, cơ bản hệ thống của mình như vậy. Tôi có điện thoại này tí nha. Thấy đường mấy bạn comment nữa. Rồi, giờ chúng ta sẽ lập trình thử. Chúng ta bấm vào File New Project và chúng ta bấm qua cái anh khởi tạo project ban đầu thôi. X16F1509. Next. C8. Rồi. Ba là bây giờ chúng ta đặt lên cái là quyết 4 đi. Open. Ok, thì khi mà có hai cái dự án mở lên á, bạn sẽ thấy một cái dự án nó là mờ, một cái dự án nó đậm.
thì khi chúng ta build là nó sẽ build dự án in đậm. Thì chúng ta muốn build dự án kia thì chúng ta có thể là set activate cho nó nha, set as main project này, chúng ta right click ra. À, thì đó có cái này. Em bấm này cái thì khi mà em build là em build cái dự án này, em thấy nó in đậm ở đây không? Mặc dù chúng ta có tắt đi chăng nữa, lâu nó đi thì coi chừng là nó vẫn không build cái dự án này đâu nha. À, nó muốn build thì chúng ta phải mở lên set as main project. Ok không? New rồi chúng ta main C finish. Tôi muốn chừa một lúc màn hình để tôi xem mấy em có comment gì không. Ok ha. Rồi. À, phản xạ của chúng ta khi vô thì chúng ta phải đưa một cái quay một vô nha. Rồi khoan để coi cái đã. Bây giờ giờ ta muốn output nó ra thì ta phải RC như thế nào bạn? Twist C ra sao? Twist C là Twist C bit chấm, đúng không? Twist C bit chấm gì? Twist C không này chúng ta muốn output chấm lại cái này đó, twist C không chưa. Rồi chúng ta muốn output thì chúng ta cho nó mức không thì cái này là LED 1 nha, đèn led số 1 output đấy, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo cái nút nhấn S1 là RC7 đúng không, thì chúng ta phải là twist C bit chấm twist C7 nha, bằng 1. Ok ha, 1 đây là gì? S1 button as input. Ok không? Tới đây là ok không mấy bạn ha? Ủa chứ C7 chứ, quên C7. Rồi Y Y1 ok. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc nút nhấn vô. Thì như mình đã trình bày ở tuần trước, chúng ta output ra thì chúng ta sẽ là large đúng không, chúng ta sẽ cho là large large c bit chấm large c một chưa, bằng ở đây bằng một là nó sáng đúng không, sáng mình gọi là LED one turn on. Ok chưa, đó là chúng ta build. À, chúng ta đi mất mà chúng ta build, chúng ta quăng vô đây thử coi nó có turn on hay không. Ủa lỗi rồi à, mình chưa có làm mấy cái thao tác như là nát c bit nát c à nát c bảy. Ủa sao bấm ấy nó không ra. À, mình divide configuration này nữa chứ đúng không, divide configuration target memory build configuration bit kéo lên. Rồi internal oscillation what dot of master reset of, tức là chúng ta không dùng cái chân master reset nè, không dùng thì chúng ta khỏi nói cái chân đó lên một luôn cũng được. Brown out reset of ok, hiện nó ra đi. Rồi ta copy vô chân C chân V nhấn vô kéo này xuống. Oops, nhấn xuống. Rồi ta build lại cái này. Nhìn thấy successful như vậy. Rồi build successful. Ok, tắt cái configuration bit này đi. Rồi build successful này. Thì chúng ta nạp code vô coi nó chạy thử không? Chạy thử. À, chúng ta còn chưa có cái dao động thật anh nữa. Nhưng thôi,
là đâu có chớp tắt gì đâu, nên là cũng ok luôn. Xem một code 1000 weeks for button distribution default production buttons. Ok, ok, run. Ok, đèn nó sáng. Ok ha, đèn nó sáng. Run được bài. Kệ nó. Rồi, chúng ta quên cái install frequency thì bây giờ chúng ta sẽ để vô define. Ok, install frequency main. Ok, rồi, save. Chúng ta tắt thử cái đèn nó có tắt không? Đó. Thì tuần rồi mình thấy nhiều bạn bị lỗi nhiều quá mà những cái lỗi cơ bản chúng ta không check ra. Thì lỗi là phát sinh là khi chúng ta viết nhiều quá mà chúng ta không có check. Là ở đây các bạn tập thói quen là chúng ta viết thêm một cái gì đó thì chúng ta check vô, mặc dù mình có thể là mình thừa biết là nó chạy đó, mà chúng ta phải check một cái. À, như vậy là ở đây là nó không chạy là tại sao ta? Ở đây phải là lát C0 chứ đúng không? Đó, thấy chưa? Check cái tôi biết liền luôn. Hỏi từ đầu ha, bây giờ cái dòng này tôi mới thêm vô. Ok không? Vậy là lỗi chỗ này. Rồi tôi cho nó bằng 0 đây. Ủa gì nãy sao nó chạy cái này ta? Hên như vậy ta? Hên. Đúng ra nó không chạy chứ. À đây, bằng 0 đây. Chưa? Check lại cái nữa coi. Bằng 1 coi nó sáng không? Đó. Ok, sáng. Ok ha. Rồi, hệ thống yêu cầu chúng ta là đèn nó sẽ tắt. Đèn sẽ tắt thì chúng ta sẽ cho nó bằng 0. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đọc vô thì chúng ta đọc bằng thanh ghi bọt. Vậy là if mà bọt. Ok chưa? C bit chấm. Được chưa? Đó, bọt C bit chấm. À, cái công tắc thì nối xuống RC7 đúng không? Công tắc thì nối xuống RC7. Đây, được chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra nó bằng bằng nha. Nếu mà nó bằng bằng với lại mức tắt của nó là nhấn vô thì là nó mức 0. Ok ha, đây là mình ghi chú ở đây. Nha, mình ghi chú ở đây thôi. Mình chữ C. Này là button press. Nút nhấn. À, nếu mà cái RC7 này á, thì chúng ta làm cái gì? Nếu mà công tắc được nhấn thì chúng ta turn on cái đèn LED lên, đúng không? Turn on nó lên. Chân C, chân V, nó cho nó bằng 1. Ok không? Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Cell, biểu. Rồi, build xong. Rồi, chúng ta chạy. Ok, đây đèn tắt. Đúng không? Rồi, chúng ta nhấn vô. Bụp. Ủa? Sao nó không chạy ra kỳ ta? Sao kỳ á mấy bạn ha? Các bạn nào nghiên cứu cái code này coi nó sai chỗ nào và bạn cho mình biết thử coi là tại sao nó lại không chạy ta? Alo? Sao kỳ mấy bạn? Alo, alo. Cái đó là do nó chạy đúng một lần rồi nó lên nó bật mặt, nó tắt lại đúng không thầy? Hả? Đâu có tắt đâu, mình cho nó on luôn mà, mình chưa cho nó tắt mà. Dạ, cho nó on nhưng mà cái này nó đi vòng lặp cho nên là nó tắt cái nó bật một cái rồi nó chạy liền luôn, mình không có thấy được luôn thầy. Nó bật lên là mình phải thấy cái chớ nó đâu có tắt đâu, đúng không ta? Có cái lệnh nào tắt không? Ý em nói là cái lệnh này nó tắt á hả? Dạ, ý em nói là nó chạy vòng lặp á, cho nên là mình nó bật lên một cái là nó tắt liền, mình không có thấy được á. Mình đâu có cho cái lệnh nó tắt đâu mà tắt liền em. Ý là mình cho nó bật thôi chứ, đúng không? Đâu có cho lệnh nào tắt đâu.
Nhưng mà nó chạy xong cái đoạn này nó quay trở lại lúc đầu mà đúng thầy. À như vậy là nếu em nói lệnh này giờ mình bỏ lệnh này ra thì nó phải sáng chứ đúng không? Dạ. Em thử coi. Bill. Rồi. Thì thử. Ủa? Sáng luôn à? À, thầy hình như kết hợp nút nhấn là bằng bằng một cái đúng không thầy? Nhấn vô thì bằng không chứ nè. À dạ dạ. Hay là muốn đổi lại một. Có bạn nào nhìn ra cái chỗ này không? Em có liên quan đến tần số của nó. Hả? Liên quan đến tần số hả? Ý là cái đầu cái một chỉnh đó chỉnh chứ thầy. Đây là mình một mega hạt nè, mình chỉnh rồi. Mega hạt nè. Đây mega nè. Ok không? Suy nghĩ thử coi tại sao. Có đúng không? Rồi thôi chưa, tôi sẽ giải đáp cho mấy em xem tại sao nó lại chạy vậy. Ok ha, này giải đáp nha. Hello. Dạ dạ thầy. Thầy giải đáp ra nha. Giải đáp thầy ơi. Rồi. Như vậy thì cái chương trình vi điều khiển đó, nó sẽ dịch từ cái chỗ main này nè mấy em, mà nó dịch cái lệnh này là lệnh đầu tiên nó đặt vô cái bộ nhớ ROM như mình đã trình bày. Rồi tiếp theo nó đặt cái lệnh này, tiếp theo nó đặt lệnh này vô bộ nhớ ROM. Rồi cứ thế nó đặt hết, đúng không? Thì nó sẽ vô mở điện lên, nó sẽ thực hiện lệnh này đầu tiên. Nó thực hiện lệnh này xong nó thấy dấu chấm phẩy xuống thực hiện lệnh tiếp theo. Rồi thực hiện lệnh tiếp theo. Và mỗi một lần nó thực hiện á thì nó là bốn cái xung nhịp. Tức là cái này nó chia cho 4 thì nó ra cái tần số thực hiện của một lệnh, chia cái thời gian thực hiện của một lệnh. Ví dụ như đây là 1 MHz mà em chia cho 4 thì nó ra là 1 mà chia cho 4 là 250 kHz á. Em lấy 1 chia cho 250 kHz thì em sẽ ra được cái thời gian bằng giây. Được chưa? Thì đó là cái khoảng thời gian mà nó thực hiện một lệnh ở đây. Để thực hiện xong rồi nó chạy xuống đây nó thực hiện, rồi nó chạy xuống đây thực hiện. Rồi tới đây khi mà nó chạy hết 1, 2, 3 lệnh này xong thì nó sẽ tốn bao nhiêu mấy em? Tốn bao nhiêu? Em là có thể lấy cái calculator mấy em chia ra thử. Ví dụ như 1 mà chia cho 250.000. Đúng không? 1 chia 250.000 là nó ra là bao nhiêu đây? Là 4 microgiây. Đúng không? 4 microgiây. Như vậy là nó thực hiện anh này là tốn hết 4 microgiây. Thêm 4 microgiây nữa là 8 microgiây. Thêm 4 microgiây nữa là 12 microgiây. À, sau 12 microgiây nó chạy xuống đây nó kiểm tra cái lệnh này. Thì mới mở điện lên, thầy mới bấm cái bập lên đây. Trong vòng 12 microgiây thầy có kịp nhấn cái nút nhấn này không em? Nhấn không? Chắc chắn là không, đúng không? Không mà ai trong 12 microgiây mình nhấn được. Đúng không? Đúng không? Đó. Thì nó kiểm tra mà lúc mà thầy chưa nhấn thì là nó đọc vô mức tín hiệu đây là mấy, cái RC7 chỗ này nè. À, nó đọc vô là mấy đây, màu gì đây, màu đỏ, nó đọc vô là mức 1, được chưa? Nó đọc vô mức 1 cho nên cái điều kiện này là số 1 nha. 1 và nó không có bằng số 0 cho nên là cái điều kiện này nó sai. Điều kiện này sai thì lệnh if chúng ta sẽ không thực hiện trong đây, được chưa? Và chúng ta sẽ qua cái lệnh kế tiếp, đúng không? Kế tiếp là nó kiểm tra cái này xong là thêm 4 microgiây nữa là 16 microgiây sau khi mình mở điện lên. Rồi tới đây làm cái lệnh quay 1. Quay 1 tức là nó đứng tại chỗ đây mà nó không thực hiện gì khác nữa. Ok không? Stay here. Ok không? Stay here. Tức là
nó cứ đứng đây, nó không thực hiện lệnh gì khác hết, tức là nó cứ thực hiện nhảy tại chỗ, nhảy tại chỗ. Vậy thì khi mà nó thực hiện nhảy tại chỗ thì tới tôi bấm, đúng không? Khi mà nó đang thực hiện quay một thì tôi bấm, tại vì nó nhảy một vài giây sau tôi bấm. Thì khi mà tôi bấm thì nó có thực hiện cái lệnh if này không em? Đương nhiên là không. Đúng rồi, tại vì nó chỉ thực hiện nhảy tại chỗ thôi. Ok không? Cho nên là gì? Cho nên là chúng ta đã quên mất đi một cái yêu cầu, nó khác với lại điều khiển đèn led, quên đi một yêu cầu là cái người dùng người ta có thể bấm bất kỳ lúc nào, và nhiệm vụ của vi điều khiển của em là em phải đọc được cái tín hiệu của người ta liên tục, đúng không? Nếu mà em không đọc vô mà lúc người ta nhấn mà em không cho lệnh đọc vô là coi như em bỏ lỡ cái sự kiện đọc là nhấn nút của người ta, đúng không? Là mình điều khiển chất quốc liền. Đó. Cho nên là gì? Trong cái chương trình nhúng chúng ta phải có một cái tần số người ta quét các cái cảm biến, quét các cái thiết bị input, được chưa? Như vậy thì ở đây cái việc mà người dùng nhấn mình phải luôn đọc lại, hoặc là nó chính xác hơn là mình phải đọc lại nhanh hơn cái tốc độ mà người ta nhấn, nhanh hơn tốc độ người ta nhấn. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta phải cho vô một cái dòng lập là y ở đây, y một ở đây, y một ở đây, và ta cứ đọc tiếp, được chưa? Khi mà đọc xong xử lý, quay trở lại đọc nữa, xử lý, quay trở lại đọc nữa, xử lý hoài đó, ok không? Đó thì lúc đó người dùng muốn nhấn lúc nào nhấn, tôi cứ đọc đi đọc lại hoài đó, ok không? Nhấn lúc nào tôi cũng đáp ứng được không hết, được chưa? Đó, chúng ta thêm vô quay một đây, chúng ta thử xem hệ thống làm sao, ok ha? Rồi có đáp ứng được hay không? Rồi ok, ta lấy ok, đèn tắt, nhấn, đèn sáng, đúng không? Làm đúng theo yêu cầu của mình, đúng không? Đó, nhấn vô cái đèn sáng, được chưa? Đó là cái vấn đề đầu tiên mà thầy muốn em lưu ý khi chúng ta đọc cái nút nhấn hay là đọc một cái cảm biến gì đó, thì cái công vi điều khiển của mình phải có một cái hiện tượng là chúng ta quét nó liên tục. Cái quét đó, người ta gọi cái kỹ thuật quét đó trong cái tiếng Anh, nếu em đọc nó là polling nha, polling. Đấy, đọc tra mấy cái từ khóa này, em đọc thêm về các cái kỹ thuật quét nha. Rồi, đó là chúng ta như vậy thì chúng ta mới đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế. Đó là cái vấn đề thứ nhất, thể hiện qua trong cái ví dụ thứ nhất là nó đúng yêu cầu, đúng không? Khi mà dùng chưa nhấn, chưa, thì đèn tắt, nhấn vô cái đèn sáng luôn, ok ha? Nhấn vô cái đèn sáng luôn. Rồi, tiếp theo yêu cầu tiếp theo nè. Như vậy thì ở đây thêm cái yêu cầu là cũng giống vậy thôi, khi mở điện lên thì đèn tắt, thì đèn tắt, mà đèn sẽ sáng khi mà cái nút nhấn được nhấn vô, nhưng mà nhấn vô tới cái lúc thả tay ra thì mới sáng, tức là nó còn giữ cái tay đó thì chưa có sáng cái đèn, mà khi thả cái tay ra thì đèn nó mới sáng. Em hiểu yêu cầu không? Em hiểu yêu cầu không? Cái này là trong một số cái hệ thống mà yêu cầu về tính an toàn cao, ví dụ như chúng ta khởi động một cái gì đó mà nó nguy hiểm chẳng hạn, thì khi mà người ta nhấn vô mà người ta còn giữ cái tay đó thì cái hệ thống nó vẫn chưa chạy, cái tên lửa nó vẫn chưa bắn, ví dụ vậy, ok không? Đấy, tên lửa nó chưa bắn hay hệ thống kích nổ cái gì đó nó vẫn chưa nổ, mà khi người ta quyết định chín chắn rồi, người ta mở cái tay, bỏ cái tay ra thì bắt đầu hệ thống nó mới bắt đầu nó chạy. Để anh chị em, lỡ như ta có gọi là thay đổi ý định gì đó, người ta vẫn còn cái nút emergency stop, người ta bấm cái nó cắt điện hệ thống luôn. Ví dụ như vậy. Rồi, thì chúng ta thử làm cái hệ thống này thử coi sao. Bạn nào lập trình thử coi. Thấy bạn Kiệt. Tức là cái code này là phải không em? Alo. Dạ, đúng rồi. Em là cái code này xử lý cho nó đó hả? Dạ đúng rồi thầy. Để tôi copy vô thử nha. Copy chạy thử. Rồi là cái dòng y đây thôi gì đúng không? Dạ. Rồi nhấn vô. Ok. Ta chạy thử build. Nhấn. Ủa?
nhấn vô chưa buông tay ra nó chạy luôn em ơi, thả tay ra nó lại tắt kỳ á, không đúng à. Dạ, em tưởng nó là nhấn vô tới lúc thả ra. Đây là yêu cầu nè, yêu cầu nè, là lúc mà người ta nhấn vô á thì nó vẫn chưa có chạy, em thấy không, nó vẫn chưa có sáng. Dạ, em hiểu. Mà lúc mà sau khi nhấn mà thả tay ra là nó mới sáng. Mà bạn nào làm thử cái coi. Rồi, bạn nào biết quăng cái code lên thì xem thử. Đó, yêu cầu hệ thống vậy đó. Thấy không, có một nút nhấn mà nó bắt đầu nhức đầu lên rồi đó. Thầy, là khi mà mình ấn vào mình đè đó thì nó vẫn không sáng luôn thầy, khi mà khi mình buông ra thì nó sẽ sáng luôn thầy. Đúng rồi, buông ra sáng và nó sẽ sáng luôn. Dạ em làm thử đó thầy, coi cái được không thầy? Ok, em mới quên cái code lần này đúng không? Code quên bên trên nữa thầy. Trên nữa này hả? Ủa, bạn nào đây, bạn nào đây? Dạ, của em á. Quận Kiệt đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Con này đúng không? Dạ. Cái trên là sai thầy, cái dưới đúng rồi. Copy. Rồi, thử coi. Thử coi nó được không? Xóa này, cũ này đi này nha. Dán vô. Biểu. Rồi chạy thử. Nhấn vô. Thả ra. Nhấn vô. Thả ra. Ok, vậy là nó chạy luôn rồi đó. Sao nó kỳ kỳ em? Sao nhấn hình như hai lần nó mới chạy hay sao? Ồ, được ha. Ok, có vẻ được là nghiệm thu đạt. Ok, rồi như vậy thì đây mình coi lại các bạn xử lý code này sao nha. Là RC7 là em kiểm tra nó là được nhấn vô đúng không, nhấn vô xong rồi em kiểm tra nó được thả tay ga, thả tay ga thì nó cho nó bằng một. Thả tay ga cho nó bằng một. Vậy mà nó cũng chạy nữa ta, vô lý. Trong thực tế mình nghĩ cái này chắc nó chạy không được quá. Tại vì á, khi mà nó đã bằng 0 rồi á em, thì em vô đây em kiểm tra thì nó phải ra bằng 0 chứ, đúng không? Đúng ta. Cái này mình dùng chạy. Mình dùng LX âm thêm một cái ở dưới nữa thầy. Em nghĩ là cái code em thêm một cái trường hợp LX ở dưới để cho nó có U thầy. Ô, nó chạy luôn ở đâu chứ. Em nghĩ là chạy được tại vì chỉ có khi mà nó bị trùng với mình thả tay liền ngay cái lúc mà nó không chạy nè em ơi. Hình như là lúc được lúc không á thầy. Lúc được lúc không. Lúc được lúc không là khách hàng nó đền mình nó nghe. Này hên xui quá.
này là nói chung là trúng cái thời điểm mà nó đang duyệt cái này mà em mở cái kia thì được, đúng không? Trúng thời điểm mở cái này duyệt cái kia thì được, hên xui bụp đó không được rồi đó, thấy chưa? Nói chung là cái code này thì nó cũng hên xui lắm, chứ về chuẩn công nghiệp đâu nha. Nên là về mặt logic thì nó đã đang bằng không thì mà làm sao nó bằng một được, đúng không? Do cái tốc độ vì điều khiển nó chậm thì nó mới gọi là em vô tình em mở ngay cái lúc chỗ này, em bỏ tay ra ngay lúc chỗ này thì được, ok đúng không? Mà em bỏ ra ngay không ngay lúc chỗ này là không được, ok không? Tôi ví dụ như cái code của em mà lỡ mà chúng ta có cái gì đó trong cái code này mà nó đòi hỏi một cái delay đi là nó sẽ chạy không được, delay miligiây ví dụ như là cho nó 10 miligiây ví dụ vậy nha. Thì cái code này thì cái khả năng thành công của nó quá thấp luôn, khả năng cái tỷ lệ mà người ta cái người dùng người ta bấm ngay cái thời khắc đó là nó siêu thấp luôn. Em thấy không? Em nghĩ được rồi này, thấy không? Thấy không em? Ok không? À, nói chung là cái code này là đưa vô thực tế sẽ không chạy được đâu. Rồi bạn Bình để chia thử cái coi. Copy. Nhấn vô. Rồi ta chạy thử. À mới vô nó đã sáng rồi kìa. Mới vô đã sáng là nó không đạt yêu cầu rồi. Dạ. Nếu mà không nếu bằng 1 thì nó bằng 1 đây. Là nó mới vô nó sáng là không được rồi. Ok không? Dạ, vậy để em coi lại. Bạn Hiếu. Hiếu này đúng không? Copy. Rồi chúng ta khai báo thêm một cái miếng y nữa, rồi y cộng y trừ gì đó, rồi ok luôn. Thử bill mấy bạn khác chúng ta cũng thử suy nghĩ thử. Rồi không được em ơi, em mới cho thêm dòng quay nữa thầy, thì kiểm tra thầy. Cái code trên này là không được rồi nè nha. Nè. Ôi hên xui lắm, hên xui. Không được à. Rồi. Chạy xuống dưới đây của bạn Kiệt đúng không? Dạ đúng rồi. Copy của bạn Hiếu nãy gì chạy không được rồi đó nha. Ôi. Rồi, thử. Ok. Nó vô thì thấy có vẻ ngon á. Ủa? Chưa chạy. Ồ. Ồ. Rồi, như vậy là cái code của bạn này là gì? Nếu mà được nhấn thì bắt đầu vô đây là quay 1. Ok không? Quay 1 là em sẽ thực hiện là kiểm tra được thả ra thì ok, code này nó sẽ chạy. Tuy nhiên là nó chỉ chạy được một cái nút nhấn này thôi. Anh em hình dung không? Ví dụ như bây giờ tôi sẽ có hai cái nút nhấn thì em làm cái kiểu này là rất là khó luôn. Siêu khó. Thế mình thêm biến đúng thầy. Nói chung là cái cách này là cái cách lập trình kiểu gọi là kiểu là tuần tự ha. Cái kiểu này là gọi là tuần tự, thì kiểu tuần tự thì nó sẽ không thể đa nhiệm được, tức là nó kiểm tra chỉ có cái nút nhấn này thôi với cái đèn này thôi. Chứ còn bây giờ tôi sẽ kêu em làm thêm cái nút giống vậy nữa ở cái bọt cái bên đi, thì cái lệnh của em là thành là rất là khó. Em hình dung không? Hoặc là tôi kêu là bấm một cái tắt, bấm một cái mở thì là nó rất là khó. Dạ. À, nói chung là
cái này thì nó sẽ đáp ứng được, nhưng mà nó sẽ là chưa xử lý được bản chất của vấn đề, chưa xử lý được bản chất của vấn đề. Ví dụ như là chúng ta sẽ xem qua một cái ví dụ này, ví dụ này là đèn led turn off tắt rồi, nhấn một cái thì là mở, mà nhấn một cái nữa thì là tắt, rồi nhấn một cái thì mở, nhấn một cái thì tắt, nhấn một cái thì mở, nhấn một cái thì tắt. À, bắt đầu nó bắt đầu có khó lên rồi đó. Dạ, để em làm thử. Rồi, em làm thử coi. Nhấn một cái thì mở, nhấn một cái thì tắt. Ủa đâu? Đây đây, lộn. Nhấn cái S1 á thì mở, nhấn cái S2 thì tắt. À, như vậy là chúng ta có thêm cái S2 ở đây nữa nha. Thì là đây mới có cái S1 thôi, ta quấn vô một cái S2 nữa là button ở đây. Gắn vô S2 ở đây nữa. Thử sức cái này thử đi, rồi tôi sẽ trình bày cái phương pháp này, giới thiệu thử em coi là có ok hay không. Thì cũng chỉ là một cái phương pháp thôi nha, chứ cũng không phải là tất cả, không phải là trùm thế giới gì hết. S2 đây, ok ha. Đó là RC6. Như vậy thì ta sẽ khai báo trên đây là thêm một dòng ở đây nữa là RC6. C6 S2 nha. Đó. Đó. Yêu cầu là gì? Nhấn nhất 1 thì đèn sáng, nhấn nhất 2 thì đèn tắt. Này cũng còn dễ. Cố gắng em làm luôn cái này đi, rồi thì mình sẽ trình bày nó ra một số cái phương pháp cho mấy em xem để xử lý mấy cái này. Thầy, mình khai báo biến trong đây mình dùng hàm gì thầy? Em cứ khai báo bình thường thôi em. Đây là mình muốn khai báo. Mình khai báo ví dụ như em muốn khai báo biến 8 bit đúng không? Anh sai là không dấu nè. Cha, ví dụ như là biến A đi. Đó, chấm phẩy. Ok không? Em muốn khai báo biến 16 bit thì là anh sai. In. Ok không? B. Ví dụ vậy, cái ha, anh sai này là có thể là u in biết được không? Không được. Chà. Này như được mà. Không được luôn. À được, cái này thì được. Ok, kiểu này thì được.
Rồi đâu có bạn nào xử lý cái này thử không? Dạ em đang có thử. Em gửi bên cung trả đó thầy. Đây là em gửi cả cái hàm voice mail tại vì em khai báo lại step thứ 6 ở đây. Mình copy từ cái voice mail chỗ này đúng không? Là từ Y chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà phải nhớ khai báo trước nữa, taxi. Mấy này mình khai báo rồi nha. À dạ dạ. Nè, đúng không? Ok chứ gì nữa? Đúng không? Dạ đúng rồi. Có vẻ đơn giản nha. Rồi chúng ta bấm thử coi. Nhấn vô thì nó sáng, nhấn vô thì nó tắt, nhấn vô thì sáng, nhấn vô thì tắt, nhấn vô thì sáng, nhấn vô thì tắt. Ok, nhấn vô thì sáng, nhấn vô thì tắt, nhưng mà ở đây hình như là người ta kêu cái gì ta, nhấn vô lúc nhấn là sáng, nhưng mà ở đây thì S2 thì là nhấn vô thì ở đây ra mới tắt. À, nó hơi lộn tí xíu. Em nhìn thấy không? Ở đây ra mới tắt. Rồi của bạn kia. Ok không em? Thì nó hơi lộn này chút xíu nè. Kiệt chứ bạn trọng. Thử nha. Copy. Vô. Biểu. Như là phải
khai báo biến A nữa đúng không? A bằng 0 đi, đúng không? Nhấn vô thì sáng, nhấn vô thì tắt, nhấn vô thì sáng. Không kia quá, nhấn vô cái tắt này. Cũng giống như bạn kia luôn. Đây thì ta làm gì? Ta cho nó bằng 0, tức là ta kiểm tra A tăng lên 1. Nếu mà A bằng bằng 1 thì cái này, đây bằng 1 là sáng đèn. Này A bằng 0. Cơ bản cái A của em nó vô nghĩa nha, để vô nó như không à. Yeah, em thử bằng cách em bỏ cái trang cũ. Ok, ta lót một bài của một bạn này vô nữa thôi. Tôi sẽ trình bày thử cái cách làm. Thiếu vô mặt. Những vô sáng, những vô thì tắt. Chắc cũng giống như kia thôi. Đây là chúng ta chưa có làm được cái vụ mà nhấn thả nha, đúng không? Rồi, thì đây chúng ta trở lại cái bài trước đi. Đây là nhấn thả. Như vậy thì mấy em sẽ thấy là nó có một cái hiện tượng ở đây mà chúng ta phải xử lý. Cái bài này là ok rồi đúng không? Là phải có bowling ở đây. Còn cái bài này thì vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta đọc cái trạng thái, đúng không? Đây chúng ta đọc cái trạng thái của nút nhấn thôi. Thì trạng thái ở hai thời điểm khác nhau. Đây là trạng thái là mức 0, tức là chưa nhấn. Đây trạng thái cũng là chưa nhấn, là thả này ra. Thì hai cái trạng thái là giống nhau, tuy nhiên hai thời điểm đó là khác nhau, đúng không? Đây là người ta chưa nhấn lúc người ta chưa nhấn, còn đây là cái nút nhấn nó được thả ra. Đây là nút thả ra là chưa được nhấn vô, đây là thả ra mà lúc mới vừa nhấn vào, mà nó đọc về cùng một cái mức tín hiệu, đúng không em? Cùng một mức tín hiệu, ok không? Ví dụ như đây nó kêu em là nhấn 3 lần là mới mở con led lên, tôi ví dụ vậy, ok không? Là nhấn đúng 1, 2, 3 lần mới mở con led lên đó. Thì với những cái trạng thái, với những cái kiểu mà yêu cầu từ người sử dụng là cái trạng thái giống nhau như thế này thì bắt buộc chúng ta phải mượn tạo một cái biến nào đó để chúng ta tách biệt hai cái mức logic này ra, là sự kiện này ra. Ok, ở đây cũng không, ở đây là cũng được nhấn vô, đây cũng được thả ra. Đó. Cái khác biệt là nó trước đây là nó đã từng được nhấn vô, đúng không? Còn cái không này là ở trước đó nó chưa được nhấn vô. Đó. Như vậy thì ở đây một cái yêu cầu cơ bản là chúng ta phải có thêm một cái biến nhớ phụ như chúng ta nữa nha, biến nhớ phụ. Đấy. Nếu như chúng ta mà muốn theo cái kiểu polling nha, polling là chúng ta đi hỏi vòng hoài. Còn hồi nãy cái bạn kia là bạn vô đây bạn không thèm hỏi nữa, bạn chỉ hỏi cái nút nhấn đó không à, đúng không? Còn những cái khác thì không được. Tôi ví dụ như bây giờ tôi kêu bạn là vừa chớp tắt cái bóng đèn đi chẳng hạn, mới vừa làm cái này thì là chắc chắn là nó sẽ rất là không được. Đấy. Rồi thì bây giờ ta phải cho một cái biến phụ vô nha. Và như vậy thì khi biến phụ này là khi nó nhớ khi nào, nó nhớ khi mà cái công tắc này được bằng 1, thì ở đây rất là đơn giản, chúng ta sẽ đặt một cái biến phụ, được chưa, gọi là s1 stay đi. Cam ta đặt một cái biến phụ là s1 stay. Đấy, đây nè, tên nữa nè, được chưa? Rồi như vậy thì ta sẽ hỏi nha, ta sẽ hỏi thục ra thục vô cho nó gọi là rồi như vậy thì nếu, đúng không, nếu gì, nếu mà cái nút nhấn được nhấn là bọt c bit
chấm RC7 bằng bằng không, tức là được nhấn vô nha. Bằng không là được nhấn vô. Nếu mà nó được nhấn vô thì tôi sẽ cho cái biến phụ này lên khác con số 0, khác con số 0 để làm gì? Để tôi nhớ lại cái trạng thái mà nó đã được nhấn thôi, đúng không? À, rồi gì nữa? Nếu như vậy thì ở đây nó sẽ kèm hai điều kiện là cái bột C này mà nó được thả tay ra, đúng không? Bằng bằng 1. Gì nữa? Rồi tôi phải thêm một cái điều kiện nữa và vô đây nữa nha. Và cái trạng thái này nó được lên bằng 1, tức là trước đó trước đó bằng bằng 1, được chưa? Trước đó bằng 1 thì hai cái điều kiện này kết hợp với nhau, tôi sẽ bắt được cái trạng thái, ok không? Cái trạng thái là phía sau. Trạng thái là số 0 phía sau, là thả tay ra phía sau này. Tôi sẽ bắt được cái trạng thái đó. Ok ha? Vậy thì khi cái điều kiện này đáp ứng thì tôi sẽ cho cái đèn lát này nó lên bằng 1. Bình chân C. Hãy xuống. Ok ha, đó, như vậy thì về cơ bản ta sẽ yêu cầu như vậy, ta lập trình xong rồi nó quay lại nó hỏi tiếp, nó hỏi tiếp gì đâu vân đại khái là cứ mấy thôi này, build thử. Thầy ơi, nó yêu cầu là S1 cái nhà nó mới sáng hả thầy? Đúng rồi, nhã nó mới sáng. Đây nè, đúng không? Nhã nó mới sáng. Thì thử này, nhấn nè, chưa sáng, đúng không? Nhã tay ra. Ủa, nhấn vô, chưa sáng. Ủa, nhã tay ra nó cũng sáng luôn. Kì á. À, đây mình cho nó bằng 0 mà, cho nó bằng 1. Ok không? À, led này là turn off mới đúng. Tôi nhìn cái comment tôi tưởng luôn. Ok không? Chỗ này là sáng nha. Ok. Sorry. Khi mà bấm mà không chạy thì cũng đừng có mất bình tĩnh, cứ từ từ nó coi thôi. Đấy. Rồi ok, nó nhấn vô. Rõ ràng là nó chưa sáng đúng không? Nó mở tay ra nó sáng, được chưa? Nhấn vô. Bây giờ đó, tôi copy cái code này cho mấy em về, mấy em có thể muốn thử lại hay gì đó, muốn thử nha. Bạn nào muốn lưu thì lấy cái code này lưu. Ok ha, đó cái nguyên lý mà bắt buộc chúng ta phải làm cái trạng thái này, được chưa? Đó, và chỗ này là tôi nhấn mạnh cái chỗ là hai cái trạng thái nhưng mà ở hai thời điểm khác nhau thì lúc nào ta cũng phải thêm cái biến phụ. Được chưa? Đó là cái nguyên lý chung. Đó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài này cũng dễ thôi. Là cái đèn S1 nó nhấn, đúng không? Đèn S1 nó nhấn. Ở đây chỉ có bắt một trạng thái nhấn thôi, chứ còn trong tương lai nó không có nhấn nữa thì chúng ta cứ S1 nhấn. Ok chưa? Rồi S1 nhấn thì chúng ta sẽ S1 nhấn này, được nhấn thì chúng ta sẽ bật cái đèn lên, đúng không? Bật đèn lên là chúng ta let turn on. C. Ta sửa cái bài này lại chút xíu nha, để cho nó đáp ứng được bài kia. Là cái yêu cầu đầu tiên, đúng không em? Yêu cầu đầu tiên đây, một nhấn net turn on rồi. Cái net số 2 nhấn thì ở đây nó có hai cái trạng thái khác nhau, đúng không? Hai trạng thái khác nhau. Thì đây gì thả tay ra thì chúng ta sẽ lập trình là if cái số 2, đúng không? 2 đây, 2 là RC6 thì phải. C6 nha, rồi RC6 state 1. Ok ha. Đây là S2 state bằng 1. Ok chưa? Rồi S2 là bằng 0 nha. Đó. Rồi ở đây tôi sẽ cho đặt là S1 state ứng dụng thôi. S2 state đấy, S1 state, state. Rồi. Được chưa? Cái chương trình đó, nó tường minh, nó rõ ràng hơn không em? Rồi, chúng ta cho chạy thử. Nhấn vô.
sáng, đúng không? Rồi đây nhấn vô, đúng không? Thả tay ra, tắt nha, nhấn vô. Ủa? Ủa? À, nhấn vô. Ủa, đây nó bị gì kỳ ta? À, mấy em thấy nó bị gì kỳ không? Là nó bị chớp chớp, đúng không? Nó bị chớp chớp là vì sao? Nó bị chớp chớp là cái anh này anh nhấn vô anh đúng, à đúng là anh cho nó mở đó, nhưng mà anh xuống đây anh cũng đúng luôn là anh cho nó tắt. Mấy em thấy không? Như vậy thì cái trạng thái nhấn này mình phải bỏ đi cái state này thì nó mới chạy được, tức là hai cái nó vi phạm lẫn nhau. Một anh ra lệnh sáng, anh dưới đây ra lệnh tắt. À, thì theo yêu cầu người dùng là tôi phải đi tôi reset cái anh biến stay này khi mà tôi nhấn cái nút sáng đi để cho nó đừng có tắt nha, nó đừng tắt, tôi reset nó trong đây, cách là tôi cho nó thực hiện hai cái này nút không. À, ok ha, chạy nhấn sáng, nhấn thả tay gạt tắt, ok ha, nhấn nữa là nó sáng không, nhấn thả tay gạt, được chưa? Đó, nó đã reset cái state rồi thì nó không chạy xuống dưới, nhưng mà bấm đây thả tay gạt tắt, ok không em? Tường minh hơn chưa, rõ ràng hơn chưa? Rồi như vậy thì đây chúng ta có thể... hả? Thì cho em cứ hỏi đi. Cái phần state đó thôi, em chưa hiểu cái đó lắm. Ừ. State là khi mà ở đây nó khi mà cái trạng thái là trạng thái là nút chưa được nhấn. Ở đây cũng là nút chưa được nhấn luôn. Đúng không? Đây hai cái trạng thái chưa được nhấn giống nhau, nhưng mà nó lại hành động, nó lại được điều khiển cái hệ thống khác nhau. Đúng không em? À, chưa được nhấn ở đây thì ta vẫn giữ cái đèn led là bằng 1. Còn chưa được nhấn ở đây thì ta đang từ 1 ra chuyển nó về 0. Như vậy thì nếu như chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta làm cái lệnh là if S2 mà bằng bằng chưa nhấn, chưa nhấn à, rồi chúng ta ra lệnh sao? Nếu mà chúng ta ra lệnh nó bằng 1 á, led bằng 1 á, là led sáng á, thì là cái chỗ này không đúng. Mà chúng ta ra lệnh led bằng 0 á thì cái chỗ này nó không đúng, đúng không em? Nè, ta muốn chưa nhấn thì bằng không thì chỗ này nó lại chậm, em thấy không? Như vậy thì cái trường hợp ở đây của mình là hai cái trạng thái của cái input mà nó lại ra hai cái điều kiện khác nhau ở hai cái khoảng thời gian khác nhau. Đấy. Cho nên là gì? Cho nên là ở đây chúng ta phải chưa nhấn, chúng ta phải vào thêm một cái điều kiện nữa nha. À, hai điều kiện đúng thì nó mới chạy xuống điều khiển. Tức là ở đây chúng ta muốn điều khiển cái này mà cho nó bằng không thì phải trước đó nó phải bằng 1 cái đã. Vậy làm sao mình lưu được cái trạng thái trước đó của nó? Nó đang là bằng 0 mà làm sao lưu lại? Vì vậy thì chúng ta phải làm thêm cái lệnh if trước đó S2 mà bằng bằng nhấn, đúng không? Đã nhấn thì chúng ta sẽ lưu lại, lưu nha, lưu cái S2 lại. Tôi gọi nó là cái biến state, S2 state, state là trạng thái. Lưu lại, hãy miễn mà nó được nhấn thì chúng ta sẽ cho nó lên bằng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ vào với lại là cái S2 state của mình. S2 state của mình. Bây giờ không có đủ chỗ biết đó. Đại khái nó giống giống như cái code ở bên đây. Hai cái state bằng 1 nè. Khi mà nó được nhấn, số 0 này được nhấn nha, thì mình cho cái biến nó lên bằng 1. Ở đây mình so là ở đây chưa nhấn với lại là trước đó đã nhấn, rồi nó ra bằng không là nó tắt. Biết mình giải thích vậy có con? Dạ em hiểu hơn cho mình. Thì nha, thầy, như cái này có. Nếu như mà thì cái đầu có nó đơn giản, nó chỉ thực hiện với cái test của gì thì mình dùng ngắt ngắt vòng lặp được không thầy? Ừ? Mình dùng ngắt vòng lặp đó thầy ạ. À, thì ngắt này là tính sao anh? Từ từ. Nha, lại là một cái chương interrupt khác nữa. Ok ha. Được không? Được không? Nhắc lại em là theo một cái cách xử lý khác nữa rồi nha. Ok không? Em có dùng hàm break đó thầy. Break hả? Đâu? Chương trình của em đâu? Quăng vô thử. Dạ, trên đó. Đấy hả? Dạ. Vô thử ok không? Copy.
cứ thử thôi. Chủ quan một đúng không? Chấm V. À, ở đây là em lại không xử lý trình tự, tức là em chỉ tới đây em chỉ quét có cái khúc này không à? Dạ, em chỉ quét cái khúc này không, chứ em không có quét hết cái chương trình. Dạ em ha. Vậy là ở đây là em là đang là xử lý tuần tự chứ không phải là polling nữa. Lưu ý nha. Như vậy thì đây, tôi chỉ cần ra lệnh thêm. Tôi có một cái đèn LED S2 luôn chớp tắt ở tần số là 500 mili giây đi chẳng hạn. Đó, thì cái này em đưa vô đây, em quay ở đây thì cái lệnh điều khiển chớp tắt của em nó đâu có chạy được. Đúng không em? Dạ, dạ, ý là em hỏi nếu mà bài đơn giản gì thì em dùng tắt ngắt cũng được. Break cái hả? Break này là không phải là ngắt đâu nha. Break này là chỉ là bỏ cái, bỏ khỏi, thoát khỏi cái vòng lặp này thôi nha. Thì đơn giản thì em đưa cái điều kiện này vô đây thôi, chứ cần gì if nữa. Đây nè, while bằng không thì chờ ở đây. Em bỏ cái điều kiện vô đây luôn. Bằng này nè, thay, em thay nguyên này đúng không? Thay vô đây nè. Đó, bỏ hết này nè, chấm phẩy đi. Ok không? Nếu này bằng 1 thì nó luôn ở đây, nó bằng không thì nó chạy ra ngoài, nó bỏ qua cái lệnh này. Em viết vậy cho nó đơn giản. Dạ em hiểu thầy. Thấy không? Dạ, nó bằng 1 hả? Vậy thì này là qua này bằng bằng không, nó ví dụ vậy. Nha. Bỏ lệnh này luôn. Nhưng mà ở đây là em đang là đứng đây chờ. Đứng đây chờ thì em không có làm được gì khác nữa hết. Ví dụ như là chớp tắt đèn, ví dụ như là nhận dữ liệu từ chỗ khác, ví dụ như là điều khiển động cơ này cái vân vân này các, rồi ví dụ như là đang làm đọc cái nút nhấn này đúng không, cái nút nhấn khác người ta nhấn vô thì sao đúng không, thì có hai cái nút nhấn on thì sao, lúc đó là em làm cũng được phải không, trong khi cái này chúng ta có thêm cái nút nhấn thứ ba nữa ta vẫn đáp ứng được yêu cầu đàng hoàng. Ok ha. Đó thì cái ý tưởng ở đây là chúng ta phải khai báo thêm một cái biến nữa để lưu giữ cái trạng thái trước đó của nó. Rồi đây cái bài này khó hơn nè, là cái nút nhấn, nhấn một cái thì on, nhấn một cái thì off, à, nhấn một cái thì on, nhấn off. Đó. Nếu như mà bạn nào mà chúng ta mà kiểu như là không có lưu giữ cái trạng thái mà chúng ta cứ ngồi chúng ta tính á, như nãy mấy em tính á, thì mình thấy nó sẽ rất là lâu và rất là khó. Nha, em có muốn dành thời gian tính thử không? À, còn nếu như ấy đó, nếu như không á, thì chúng ta sẽ xem cái hệ thống này. Đây, ví dụ như đây là cái công tắc này chưa nhấn, xong ở đây là đèn LED nó sẽ tắt, đúng không? Sau đó tôi nhấn thì cái đèn LED nó sẽ sáng. Rồi ở đây cũng lại một cái trạng thái nhấn nữa, đúng không? Đây là đây trạng thái nhấn này, nó làm cho đèn LED chuyển dịch. Ở đây nhấn thì lại đèn LED. Như vậy thì nó có hai cái trạng thái nhấn, thì tôi phải lưu cái biến state của nó là cái nhấn lúc này là nhấn lúc nào, nhấn lúc này là nhấn lúc nào. Cái không? Đó là hai cái nhấn khác nhau. À, hai nhấn khác nhau. Mấy em có muốn thử sức làm cái này không? Hay là thầy bấm luôn? Rồi làm thử cái coi, như chạy không? Nhấn cái sáng, nhấn cái tắt. Ok ha, đã dành 5 phút làm thử rồi.
đâu bạn nào ấy đưa cái code lên thầy xem thử. Đây hả? Dạ đúng rồi thầy. Là có một cái quay này thôi hay là thêm cái quay dưới đây nữa? Dạ có một cái em vừa lộn hai phim. Copy. Nó sai sai rồi thầy, cho em sửa lại chút. Ok. Mình mới bị văng ra.
thầy ơi, em mới gửi lên đó thầy. Copy. Đây là khi mình nhấn vô cái hiện tượng em thấy không? Nó chớp chớp này em thấy không? Cái đèn nó sáng không có được đó em thấy không? Vì là cái chương trình của em là nhấn vô là nó cứ chớp tắt cái đèn LED. Nha không? Em thấy không? Thải ra thì nó tắt, những cái chương trình này chưa đạt. Em mới gửi lên đó thầy. Đừng kịp với ông em. Thiếu A. Đây cũng bị cái tình trạng là chớp tắt luôn. Thấy không? Dạ. Khó chứ không dễ đâu em.
về. Đây là có mấy cái dòng lập qua vô. Không chạy em ơi. Thôi thôi chưa. Được chưa? Thầy làm được chưa? Alo? Alo, alo? Dạ, thầy làm như thế. Rồi, tôi làm nha. Rồi, thì chúng ta cũng có thể đặt các cái biến chỗ này. Nhưng lưu ý chỗ này là cái đèn LED nó đang ở trạng thái số 1 nè. Thì em có thể đặt biến như thế nào đó. Em nghiên cứu cái cách đặt biến nãy của thầy đó. Ok ha, bây giờ tôi sẽ làm theo một cái phương pháp mới nữa. Là cái này nếu mà đặt biến thì nó cũng hơi khó khó đấy. Cũng được thôi nhưng mà nó hơi khó. Nhưng mà làm thêm một cái phương pháp mới nên nó có nhiều tên gọi lắm. Mà thường thường em nếu em vô em đọc sách hay là thì nó là cái state machine nha. State machine em có thể state machine programming em đọc thêm được chưa? Thì cụ thể người ta sẽ chia cái hệ thống của mình đó, người ta chia ra thành từng cái state, okay, là từng cái trạng thái. Tôi ví dụ như cái trạng thái đầu tiên ở đây thì tôi đặt thêm đây là một cái biến nữa là state. Cái nào là nguyên cái chương trình của chúng ta. Trạng thái đầu tiên tôi cho đây là 0. Tiếp theo tôi cho đây là 1. Được chưa? Tiếp theo tôi cho đây là 2. Tiếp theo tôi cho đây là 3. Và đây nó trở lại cái trạng thái nãy rồi đúng không? Vậy là tiếp theo là 0. Tiếp theo là 1. Tiếp theo là 2. Là 3 vân vân. Đó. Được chưa? Đại khái là cái hệ thống của tôi nó sẽ có 0, 1, 2, 3 trạng thái, là tổng cộng là 4 trạng thái nha. Như vậy thì bước 1 chúng ta sẽ đặt một cái biến gọi là cái biến state. Ok ha, tên gì cũng được, cụ thể là tên gì cũng được nha, chứ không phải là chỉ có state không nha, mà state nghe tiếng Anh cho nó sang. Ok, rồi đầu tiên ta cho biến state. Rồi vậy thì mới đầu vào thì biến state nó sẽ bằng 0. Và cái điều kiện để mà từ 0 nó chuyển lên 1 là gì? Điều kiện là người ta trigger, người ta nhấn cái nút. Đúng không? Người ta nhấn cái nút. Như vậy thì ở đây tôi sẽ lập trình là nếu mà cái hệ thống state này mà nó đang bằng 0 nha, là trạng thái ban đầu, mà kết hợp với lại người dùng người ta nhấn nút, tức là cái bọt cbit chấm C7 thì phải hẹn C7 bằng 0, đây là người ta nhấn nút. Ok không em? Người ta nhấn nút thì chuyện gì xảy ra? Nên mình phải đóng mặt lại. Thì tôi sẽ cho cái state nó bằng 1, state nó chuyển lên bằng 1. Đúng không? Đây, không chuyển lên 1. Đúng không? Đây sự kiện nhấn nút này. Rồi, tiếp theo từ 1 mà qua 2 thì sao? Người ta thả tay ra. Đúng không? Người ta thả tay ra. Như vậy thì tôi lập trình tiếp là nếu như mà state nó đang bằng 1, state mà đang bằng 1 mà người ta thả cái tay ra, đây là bằng 1, được chưa? Thì state nó sẽ lên bằng 2. Ok không? State nó lên bằng 2. Rồi, tương tự vậy thì điều kiện nào để state lên bằng 3? Đó là người ta nhấn lại cái nút. Đúng không? Tôi lại tiếp tục copy tiếp. State mà đang bằng 2 thì người ta thả tay ra thì tôi sẽ cho cái state bằng 3. Ok không? Rồi, bằng 3 này tiếp theo sao chuyển về không? Người ta lại state bằng 2 người ta nhấn nút chứ, đúng không? Ta nhấn nút đây, nhấn nút thì chuyển lên bằng 3. Rồi, từ 3 này người ta thả tay ra thì sẽ chuyển về không lại. Đang ở số 3.
3 thả tay ra trở về bằng không lại. Ok không em? Đó là cái chuyển trạng thái, cái state của người ta. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tới cái output đây. Khi mà state bằng không thì trạng thái nó là không, đúng không? Vậy thì ta lập trình tới đây là cái cúc là output nha. Là ta sẽ lập trình như thế này là if state bằng bằng không, được chưa? Đó là trạng thái đang bằng không. Thì tôi cho cái last c bit chấm last c không là cái đèn led của tôi á là bằng không. Ok không? Rồi. Tiếp theo state bằng 1, bằng 2, bằng 3 thì hệ thống như thế nào? Vậy tôi vô tôi coi. À, state bằng 1 thì hệ thống ra bằng 1 nha. Bằng 2 hệ thống ra bằng 1 luôn. Vậy là state mà bằng 1 thì cái đèn nó sáng. Sáng. State bằng 2 cái đèn cũng sáng luôn. State bằng 3 cái đèn nó đèn tắt. À, đèn nó tắt. Đèn tắt. Đó. Đó. Ok không? Đó, đó là một cái cách mà chúng ta viết theo kiểu state machine. Là gì đó là có nhiều cái phase control hay gì đó đại khái. Được chưa? Vòng quét cái gì đó đại khái. À, thì ta sẽ gọi là input đi. Đấy, input output nha. Người ta kiểm tra thử hệ thống nó chạy sao. Nếu không có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi thoải mái nha. Tại cũng thấy cũng không còn giờ nhiều quá nên là đừng quất luôn. Đây, ta test thử hệ thống nha. Nhấn vô. Ủa, nó sáng như thế nào? Kêu chưa? Nó sẽ không bằng không, sẽ 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 bằng không. Rồi view. Rồi chạy thử. Nhấn vô. Ok. Chưa buông tay là hệ thống nó đã sáng rồi. Rồi buông tay ra. Vẫn tiếp tục sáng. Đúng không? Rồi chúng ta nhấn vô cái nữa. Hệ thống tắt. Buông tay ra. Hệ thống vẫn còn tắt. Chúng ta nhấn vô cái nữa. Hệ thống sáng. Buông tay ra. Hệ thống tắt. Nhấn vô cái nữa hệ thống tắt, buông tay ra vẫn còn tắt, nhấn vô sáng, nhấn vô tắt, nhấn vô sáng, nhấn vô tắt. Có mãn yêu cầu chưa mấy em? Yêu cầu của đề bài là được chưa? Đấy. Đã có câu hỏi gì đây không? Nếu mà mình thay cái dòng if đó thành dòng for được thì tại em thấy nhiều if quá thì mình chạy for rồi để kêu nó tăng biến lên tới 3 rồi sau đó mình rách cái dòng for nó thì nó sẽ tối ưu hơn, nó ngắn hơn. Thì em có thể trình bày tối ưu cái kiểu gì đó, tức là dùng những cái lệnh khác tối ưu, nhưng mà trên cái ý tưởng như thế này nè, là trình bày gì cho nó tường minh ra cho chúng ta dễ hiểu. Là đầu tiên chúng ta chia cái hệ thống ra thành từng cái pha một, ok không? Rồi sau đó là chúng ta sẽ dựa vào cái input khi nào từ pha không chuyển sang pha một, chúng ta coi các cái điều kiện của input. Rồi tiếp theo đó là chúng ta coi là cái pha không thì output nó như nào, pha một output như nào, pha hai output như nào. Ok ha. Đó là cái tôi mong muốn em nắm được cái tinh thần của cái chương trình này. Tôi copy đi lại trên xe ra đây, tôi dán vô cái mới để sau này mấy em có coi lại. Ok ha. Đó. Rồi đã có hỏi thì hỏi thôi. Ở đây tôi ví dụ nè, ví dụ như nha, ở đây nếu như hệ thống mà người ta nói là bây giờ anh nhấn vô á thì đèn led nó sáng, nhưng mà anh nhấn lần thứ hai á thì đèn led nó chưa tắt liền, mà tôi mong muốn á là anh thả tay ra ở lần thứ hai á, anh thả tay ra
ví dụ là chỗ này nè, chỗ này ở lần thứ hai anh thả tay ra như này nè đó, thì hệ thống nó mới tắt. Như là chỗ này là nó phải là bằng một nè đó, tôi muốn vậy đó. Như vậy thì nếu như em lập trình những cái kiểu như thế này nè, nó không có cái phương pháp rõ ràng á, thì khi mà người ta đổi cái chương trình một cái là chúng ta mệt bở hơi tai luôn, đúng không? Ngồi ta sửa, đúng không em? Em về em suy nghĩ thử cách cái kiểu cũ của em thử nha. Còn nếu như ở đây ta xem hệ thống đây như vậy thì coi lại cái state là mấy state, cũng là 0, 1, 2, 3 thôi, đúng không? Rồi như vậy thì ở đây chuyển pha có thay đổi gì không? Cũng không có chuyển, không có thay đổi gì hết, đúng không? Chuyển cái trạng thái không thay đổi gì hết, chỉ có cái output cuối cùng này là khi mà ở số 3 thì nó vẫn bằng 1. Như vậy thì người ta thay đổi yêu cầu thì mình chỉ cần vô mình đổi code một tí thôi. À, anh ở số 3 đúng không? Anh muốn 1 đúng không? Mình sửa này 1. Xong. Ok ha, rồi tôi build lại. Vậy thì đây anh kêu là nhấn lần đầu thì vừa nhấn vô đã sáng, nhấn lần thứ hai thì nhấn mà buông tay ra nó mới tắt. À, như vậy thì tôi đổi lại, tôi chỉ cần đổi một con số thôi. Không này chạy nè, nhấn nè, chưa, buông tay ra hệ thống đã sáng đúng không? Buông tay ra hệ thống vẫn còn sáng. Nhấn lần thứ hai hệ thống có tắt chưa? Chưa tắt. Buông tay ra hệ thống tắt, đúng không em? Đó, thì nó rất là dễ kiểm soát cái trạng thái của hệ thống và nó rất dễ debug cái chương trình của mình. Em có hình dung phương pháp không? À, ví dụ như bây giờ người ta yêu cầu đổi nữa đi, à, muốn đổi nữa ở đây. Bây giờ tôi muốn là nhấn vô, à, anh thả tay ga, à, anh thả tay ga thì tôi mới cho anh sáng. Rồi anh nhấn vô, anh thả tay ga thì tôi mới cho anh tắt. Thì ở đây là trạng thái số 1 tôi đổi, à, số 1 này tôi đổi không. Ok, đó anh muốn đổi có một cái chỗ này thôi, đúng không? Tại vì chúng ta viết một cái chương trình có cấu trúc nên là cái yêu cầu của người dùng mà thay đổi mình đổi rất là nhanh. Nếu như chúng ta mà viết không có cấu trúc, nó viết cái kiểu mà tự suy nghĩ này nè, biến A rồi kia tùm lum đó, thì bắt đầu là chúng ta mò rất là mệt luôn nha, và đổi rất là tốn thời gian. Thầy ơi, xin thầy bỏ code lên YouTube được không thầy? Được. Thật ra nó có sẵn cái code trong đó rồi đó, em lấy mấy code mẫu mấy năm trước tôi dạy nghi trang vậy thôi à. Rồi em hình dung cái phương pháp của chúng ta làm ở đây không? Đó. Nếu mà hình dung cái phương pháp chúng ta làm thì chúng ta có thể tùy biến hệ thống ở đây, muốn đổi kiểu gì tôi làm cũng được hết nha. Đây ví dụ như đây em làm thử coi là tôi có một cái hệ thống là ví dụ như là ba cái đèn đi, ba cái đèn, có hệ thống là ba cái đèn. Hay chúng ta nghĩ giải lao một tí, tôi làm phát từ 6 giờ tới 8 giờ luôn hả? Anh nghĩ giải lao một phát đi ha. Trong lúc giải lao thì mấy em xem cái bài này thử giùm thầy. Ok không? Xem bài này thử. Được chưa? Là nhấn vô. Đây nó bị lỗi. Đây, đó, chúng ta nhấn vô, nhấn lần thứ nhất đèn màu sáng, nhấn lần thứ hai đèn hai sáng, và nhấn lần thứ ba cũng một cái nút nhấn thôi thì cái đèn số 3 sáng. Ok không em, chúng ta giải lao 10 phút đi nha. Ok không? 5 phút nè, 5-10 phút gì đó. Được không? Hay là thầy làm luôn? Không. Là ứng dụng cái phương pháp stay đó, là state machine đó, nó làm thử cái bài này thử là nhấn F1 sáng thôi, tôi làm luôn đi cho lẹ nha. Ok không? Nhưng tôi vừa làm tôi vừa giải thích, em về em tự làm lại thử. Ok ha. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ chia cái state của hệ thống ra, đây là state 0, rồi đây là gì, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi trở lại cái trạng thái là số 0 đúng không em? Vậy là 0. Vậy hệ thống từ 0 tới 7 là có 8 cái trạng thái, đúng không? Rồi, giờ thì mỗi lần mà tôi
nhấn thả thì cái trạng thái nó sẽ chuyển cấp lên một lần, đúng không em? Đó, như vậy thì cái bài này ta làm rất là đơn giản là như thế này. Ở đây mình mới có một cái đèn led, đây ta copy nó ra thành ba cái đèn nha, đây là đèn một đúng không? Thêm cái D2, D3, D4 nhanh nữa đi. Let green. Đây. Ủa? Những ngày xưa là ấy như vậy là được mà ta. Mở cái chục kia là được mà. Xin mời đề 2 nha. Đây là led 2, led 3. Rồi. Cái state của mình là cũng tương tự vậy, từ 0 lên 1, lên 2, lên 3, lên 4. Này nó hơi nhanh rồi, lên 5, lên 6, lên 7 nha. Thì mem về rồi cố gắng tự làm thêm, rồi cuối cùng là trở về lại 0. Ok ha. Ở đây là nhấn vô rồi thả ra, nhấn vô rồi thả ra, rồi nhấn vô rồi thả ra, rồi nhấn vô thả ra. Đây, đây là chuyển sang 3, 3 thì chuyển sang là 4, 4 chuyển sang 5, 5 chuyển sang 6. Nó chuyển sang 7 và 7 chuyển lại không. Thấy không? Là theo quy trình. Rồi tới output. Bây giờ gì đây? Tới output đây. Rồi, bây giờ output thì người ta cần cái gì? Thì mình mở cái bảng output ra mình chỉnh lại. Rất là nhanh. Ví dụ như là state bằng 0 thì yêu cầu của nó là D1 không như vậy là D1 này, D2, D3 0 1 2 ok không? Rồi tiếp theo là cái state của tôi xuống dưới đây là bằng 1 nha, 1. Rồi tiếp theo là bằng 2, theo bằng 3, theo bằng 4, 5, 6, 7 đúng không? Đó, 7 trạng thái. Tôi copy ra để sẵn đi. Đó, T bằng 0 bằng 1. Cũng biết nó tường minh ra cho em dễ hình dung, nhưng chúng ta cũng thể làm gọn lại được nha. Rồi bằng 2. Như vậy thì bằng 1 thì hệ thống làm sao? Đây bằng 1 thì hệ thống là D1 bằng 1. D2 D3 bằng 0. D1 bằng 1. Ok không? Rồi. Hệ thống state bằng 2 cũng là D1 bằng 1 nha. D1 bằng 1. Rồi. Hệ thống bằng 3 bằng 4 thì D2 bằng 1. D2 bằng 1. Bằng 5 thì là D3 bằng 1. Bằng 6 bằng 7. Ủa? Bằng 5, bằng 6, bằng 7 thì nó tắt, đúng không? 6 thì anh dưới này 1. Rồi, bằng 7 thì không, nó tắt hết. Ok ha, đó. Được chưa? Rồi, chúng ta bấm build. Như bài này mà chúng ta mà lập trình theo cái kiểu mà nhớ biến này kia là chúng ta ngồi chúng ta đặt một đống biến luôn á. Nha. Ngồi nói chung là mấy em quần theo cái kiểu quay quay của này rất là mệt. Đúng không? Rồi, chúng ta bấm build, chúng ta chạy thử. Không coi. Nhấn nè, nhấn đúng không, nhấn vô là đèn D1 đúng không? Rồi là
nhấn cái nữa chuyển sang đèn D2, nhấn cái nữa chuyển sang đèn D3, nhấn cái nữa tắt, đúng không? Là stage số 7 rồi đó. Rồi nhấn cái nữa trở lại số 1, nhấn cái nữa trở lại số 2, nhấn cái nữa trở lại số 3, nhấn cái nữa tắt, ok không? Đó là chạy theo cái yêu cầu của hệ thống đó này. Ở đây mà người ta muốn đổi, ok, tôi nhấn cái hai cái đèn sáng này, D1 với D2, rồi nhấn cái nữa thì D2 với D3, nhấn cái nữa thì D3 với D1, ví dụ vậy. Thì chúng ta muốn sáng như thế nào, nhưng mà kéo cái tròn số ở đây, thì chúng ta sẽ thay đổi cái stage chỗ này. Anh muốn sáng tắt như thế nào đó thì gõ luôn đây. Ví dụ như là tôi stage 1 là đèn đèn 1 với đèn 2 đi, ok không? Đó, đèn 1 với đèn 2. Rồi qua nhấn cái nữa thì là đèn đèn 2 với đèn 3 đi, đèn 2 với đèn 3, đúng không? Rồi nhấn cái nữa thì là đèn 3 với đèn 1, ví dụ vậy. Đèn 1 và nhấn cái nữa thì tắt. Đó. Nói chung người ta muốn như thế nào thì chúng ta là đổi cái theo cái yêu cầu của họ, rất là nhanh, rất là đơn giản, mà khỏi phải suy nghĩ nhiều. Thì chúng ta đã đưa vô quy trình đó này, nhấn một cái hai đèn sáng, nhấn một cái, nhấn một cái, nhấn một cái tắt, chắc cú không thể chạy đi đâu khỏi hết. Ok không em? Này là chúng ta phải gọi là có thời gian chúng ta rèn luyện tí nha, thì nó mới ok được. Được chưa? Ở đây chúng ta có câu hỏi gì không? Là cái vấn đề số số 3 mà mình trình bày trong ngày hôm nay, đó là cái phương pháp về state machine nha. State machine, ok ha, để chúng ta giải quyết những cái sự kiện đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thử. Như vậy thì ở đây tôi có một cái bài toán này, nó sẽ phức tạp hơn cái bài state machine này tí xíu. Là tôi có một cái hệ thống mà nó phải đáp ứng được hai ba thứ, là tức là đây nó tạm gọi là đa nhiệm nha, tức là nó làm nhiều quá. Đây tôi ví dụ như hệ thống mà mở lên thì nó off nha. Bây giờ tôi nhấn cái S1 lần đầu tiên thì hệ thống LED nó sẽ là chớp tắt với cái chu kỳ là 200 mili giây, ok không? Rồi tôi nhấn một lần nữa thì hệ thống nó tắt, nhấn lần nữa thì nó chớp tắt, những người nữa thật. Đâu mấy em viết thử cái bài này thử cho thầy xem được không? Mình viết thử coi. Thay vì nãy chúng ta có một cái bài ví dụ về nhấn vô thì là gì đó, nhấn vô thì là sáng luôn đúng không? Thì bây giờ tôi muốn là nhấn vô thì sáng tắt, rồi nhấn cái nữa thì là tắt. Đâu mấy em làm thử. Được không mấy em? Đang làm phải không? Hello. Hay là mình bị offline rồi ta? Dạ vẫn còn này. Đâu làm thử bài này coi. Nếu mà đã hiểu phương pháp thì làm rất là nhanh, rất là dễ thôi. Đúng không? Bài này nó có cái chỗ hay của nó mà nó... Bạn nào ấy thì dán ngay vô nha. Dán cái code vô thầy xem thử.
Sao rồi, sao lâu vậy? Alo. Ok. À đây em copy chưa hết này, em copy thêm một của copy chưa hết nè. Copy cái khúc dưới giùm thầy coi. Alo, phân khúc này có nhiêu đây hả? Không có dòng trên này đúng không? Rồi chạy thử. Bấm. Ủa mấy giờ sao nó chớp chớp luôn em? Kỳ ạ. Có lộn không? Cũng chạy rồi. Rồi còn bạn khác không? Hay là thầy làm luôn? Tiêu rồi, vậy là nãy giờ nó không hiểu như trơn rồi. Hay thầy làm luôn nha. Ok, rồi tôi làm luôn cho nó nhanh. Rồi, cho hết. Ngoài một. Ok, rồi vậy thì đây là chúng ta cũng bổn cũ soạn lại thôi. State bằng không, chưa? State mà bằng không, mà và với cái gì? Và với cái bọt cbit chấm rc 7 thì phải nha, mà bằng bằng đây là nhấn xuống thì bằng không đúng không? Như vậy thì tôi state tôi sẽ bằng một, ok không? Rồi mình chấm c mình về dán vô. Vậy là đây state mà bằng một thì người dùng người ta thả tay ra, tôi chuyển qua bằng 2. State mà bằng 2 mà người dùng nhấn cái tay vô thì tôi chuyển qua bằng 3. State mà bằng 3
mà người dùng người ta thả cái tay ra thì tôi lại chuyển qua bằng không. Ok rồi, được ha. Rồi, đó là input. Tới phần output gì, nếu mà state mà bằng mấy, bằng không thì hệ thống nó chạy như thế nào? À, đều vô. Rồi tương tự vậy, nếu mà hệ thống nó bằng 1 thì hệ thống như nào? Nếu mà bằng 2 nào? Mà nếu bằng 3 thì như nào? Ok nha, các bạn cũng nhiều bạn lập trình pro rồi cũng thông cảm giùm thầy là nó chưa có tối ưu, tại vì tôi cũng không chưa muốn tối ưu trong cái thời gian này, muốn tường minh ra để cho mấy em hiểu. Ok ha, rồi chúng ta coi. Hệ thống mà bằng 0 thì let nó bằng 0. Nghĩa là let c bit chấm let c 0 bằng 0. Ok. Đóng cửa bằng 0. Rồi. Tiếp theo là state mà bằng 1 thì hệ thống làm gì? À, state mà bằng 1 thì hệ thống nó chớp tắt. Chớp tắt. Chớp. Chớp tức là sao? Sáng. Đúng không? Sáng là gì nữa? Delay mini giây. Ok. Gì nữa? C, à, đúng rồi. Period là 200 thì một nửa period ở đây chỉ có 100 thôi. Ok. Sáng tắt. Đúng không? Sáng tắt. Sáng tắt. Rồi. Home. Rồi state bằng 2 cũng tương tự vậy luôn. Đóng từ sáng tắt. Rồi, đóng bằng 3 thì nó làm gì? Bằng 3 thì nó tắt. Thì là bằng 0. Đó, ok chưa? Chào mà mấy em làm lâu dữ em. Sell, build. Rồi, tôi chạy thử. Ở cái led thì kệ nó đi, mình không có điều khiển mà, đúng không? Rồi, chúng ta nhấn vô nè. Nhấn vô. Ô, chớp tắt, chớp tắt. Đúng không em? Đúng không? Nhấn vô. Ủa? Nhấn vô, tắt. Nhấn vô, sáng tắt, sáng tắt. Nhấn vô, tắt. Nhấn vô. Ok không em? Được chưa? Chúng ta có hỏi gì không? Alo. Dạ thầy, cho em hỏi là tại sao nó, cái chu kỳ nó lại là 100 thì mà ban đầu cái đề nó cho là 200 thì em chưa có 200 hiểu. 200 là một cái period nó là 200, như vậy thì thời gian sáng nó là bao nhiêu và thời gian tắt nó là bao nhiêu? Period nè. Đây là 200 đúng không? Như vậy thì cái thời gian này nó bao nhiêu? Và còn cái thời gian này nó bao nhiêu? À, 100 là bao nhiêu? Có nghĩa là mình tính từ cái lúc mà nó tắt đến lúc khi nào nó gần sáng là 100, rồi tới lúc nó vào nó sáng, tới lúc nó tắt quay trở lại lần nữa là 100 nữa thầy. Đúng rồi, là 200 period. Ok không? Dạ. À, chúng ta tại sao chúng ta lại làm có một lần thôi mấy em? Tại sao lại làm lần mà sao nó lại chạy hoài? Đây nè. Em nhìn coi nó có chạy hoài không? Tôi nhấn vô nè. Phải nó chạy hoài không? Tôi thả tay nó chạy hoài không? Tại sao kỳ vậy? Vì có hoài nó quét liên tục. À đúng rồi, tại vì ở đây nếu như mà chúng ta thấy là nó state nó đang bằng 1 đúng không? Nó chạy vô đây, nó chạy sáng, delay, tắt, delay, đúng không? Xong rồi nó xuống đây. Được chưa? Nó xuống đây là state nó bằng 1 thì nó sẽ không bằng 2, đúng không? Nó cũng không bằng 3 luôn, cho nên nó không thực hiện cái này. Rồi nó chạy xuống đây, nó lại lên quay 1. Người dùng mà chưa có nhấn gì hết thì nó vẫn ở bằng 2, đúng không? Vẫn ở bằng 2 thì nó chạy xuống đây. Chạy xuống đây là nó lại sáng tắt, đúng không? Đó, nói chung là người ta cứ giữ cái state ở đâu thì nó chạy trong cái output chỗ đó. Ok không em? Đó, được ha. Rồi. Mà thầy, cho em hỏi là thế cái lúc mà nó chạy cái state bằng 2 với bằng 3 thì nó cũng có thời gian kiểu sai số rồi thầy. Đây, bằng 2, bằng 3 đây, đây bằng 0 nè. Ý em là mấy cái chương trình cái thầy đúng không?
sai số sao em? Ý là lúc cái chương trình mà bắt đầu là stay bằng 2 với bằng 3 là nó không, ý là nó đang bằng 1 nhưng mà nó sẽ chạy xuống bằng 2 bằng 3. Thì cái lúc thời gian nó chạy bằng 2 bằng 3 thì nó có làm cho sai số delay, nó ý là chu kỳ sẵn tắt nó sai. Thì nó vẫn đảm bảo em delay đây là 100 giây chứ, đúng không? Rồi tới đây, ý là em nói là à đúng rồi, thời gian nó sẽ chạy có sai nha. Đúng rồi, tại vì sao? Khi mà nó thực hiện 100 giây đây là nó đang tắt đúng không? Thì nó phải đi xuống đây, đúng không? Rồi nó quần lên đây, nó đi kiểm tra cái này, đúng không? Mỗi một lần kiểm tra nó tốn bao nhiêu? 4 micro giây, đúng không em? Thì coi như 100 mili giây mà nó sai đi 40 micro giây hoặc là 8 micro giây hoặc là mười mấy micro giây đi, đây thí dụ được thì 4 lệnh đi, thì nó cũng sai cũng không đáng kể, đúng không? Mắt người chắc chắn là không biết rồi đó, đúng không em sáng đi nhanh hơn 4 micro giây với lại chậm hơn 4 micro giây làm sao người ta biết được, đúng không? Dạ dạ em hiểu rồi. Ok, nếu mà em muốn chắc cú thì em muốn cho nó đúng luôn thì em trừ 4 micro giây vô đây, em muốn làm cách nào đó em tạo ra một cái hàm delay mà cho nó chính xác, em hiểu không? Nếu em muốn nha. Yeah. được không dạ dạ em hiểu rồi. Dạ. Như vậy thì nếu mà hiểu thì đâu coi bài tiếp theo. Nếu mà người ta tăng lên 2.000 thì em làm sao? 2.000 à? Y chang vậy thôi, mình lên 2.000 thì em làm sao? Vậy phải chỗ này phải sửa lên 1.000 không? Đúng không? Phải sửa lên 1.000 không em? Chứ nữa? Đúng không? Rồi ok, chúng ta build, chúng ta coi thử hệ thống nó chạy sao. Mặc dù là mình chắc ăn nhưng mà chúng ta làm thì không nhúng là không có cái gì chắc ở đây hết á. Tất cả là phải double check, triple check. Ok không? Nhưng mà nhiều khi người ta check đã tới cần đem cái khách hàng nó lòi ra cái trường hợp chưa check nữa. Bởi vì cái tên lửa nó bắn lên nó vẫn còn bị nổ hoài. Cái máy bay nó phóng lên trên trời nó vẫn còn bị sự cố nó rớt. Cho nên hệ thống của em build là đừng có bao giờ chắc ăn hết nha. Cố gắng là chúng ta kiểm tra càng nhiều càng tốt. Rồi đây chúng ta test thử hệ thống nè, chúng ta nhấn vô nè. Sáng nè đúng không? 1 giây nè. Chứ có thể là cái mô phỏng nó không có đúng thực tế nha. Nó lâu hơn 1 giây nhưng mà nó cũng có delay, em thấy không em? Nó cũng có chậm ra đúng không? Đó, tôi muốn nó chậm ra cho em xem. Nhưng mà em xem nè, khi chúng ta bấm lại á thì nó không được. Không tắt. Đúng không? Bấm lại không tắt. Tắt không? Ok em em, sao nó không tắt? Ok em em. Dạ thầy, lỡ thầy bấm cái nút tắt đó nhưng mà ngay cái trong cái đồ cái xung mà nó vẫn còn sáng thầy, tại vì nó tới 1 giây đâu thầy. Đúng rồi đây. Được chưa? Như vậy thì nó mà rơi vô cái delay mili giây tức là nó sẽ thực hiện cái chương trình là đứng đây chờ nha. Nó đứng đây chờ 1 giây mà nó đã đứng đây chờ rồi thì nó sẽ là đứng đây thôi, nó không có chạy lên đây nó kiểm tra đâu. Được chưa? Mà nó đang trong 1 giây này mà người dùng người ta nhấn vô cái nút một cái là coi như là em bỏ lỡ sự kiện nhấn nút. Đúng không? Như vậy thì đây lỡ như người ta kêu delay lên tới 1 giờ đi chẳng hạn, hay 1 ngày đi, thì chẳng lẽ là đợi hết 1 ngày người dùng mới được nhấn nút. Đúng không? Như vậy thì cái chương trình này nó vẫn, cái cấu trúc của cái phase control này nó vẫn còn cái điểm hở. Đúng không? Là cái điểm yếu. Đó là gì? Đó là khi mà em đưa một cái delay vô trong cái phần xử lý của em, được chưa? Cái phần output và cái phần input, nói chung là cái phần nào trong cái vòng quét của nó mà nó không có kịp, nó chạy về nó kiểm tra cái input á, em cho một cái delay vô, thì nếu mà delay mà lâu quá thì nó bỏ qua cái sự kiện input luôn, tức là người dùng người ta nhấn nút vô không thấy, đúng không em? Đó là cái điểm yếu chí mạng của cái hệ thống state machine này. Vậy thì ở đây chúng ta làm sao? Chúng ta phải né cái vấn đề đó ra, tức là chúng ta không được phép cho hệ thống nó chờ quá lâu. Trong hệ thống nó chờ quá lâu và phải đảm bảo cho người sử dụng á, là anh phải
cái hệ thống của em á là phải chạy lại kiểm tra kịp thời nha, chạy lại kiểm tra kịp thời cái nút nhấn phần nào, được chưa? Đúng đúng không em, đúng không? Nên là nãy mình bấm có 100 mili giây thì còn kịp. Như vậy thì đây á là kịp thời là như thế nào, là kịp thời kịp thời là như thế nào, đúng không? Như vậy thì đây kịp thời là người dùng người ta nhấn nút vô. Như vậy thì em phải coi coi cái ông mà người dùng mà ông nhấn nút nhanh nhất là cái tốc độ nhấn của ông á là nhanh nhất là bao nhiêu, thì em phải cho cái hệ thống em quay lên kiểm tra nhanh hơn ông đó, cái người dùng đó, đúng không? Cụ thể ở đây là cái người nhấn nút, đúng không? Thì tôi sẽ đi kiếm cái một cái nhấn nút nhanh nhất, cái ông nào đó trên thế giới đang giữ kỷ lục của RLD record fastest, đúng không? Button pressing, ok. Một cái ông mà nhấn nhanh nhất trên thế giới là ông nào? World fastest button presser, ok. Đó. Đây, ý cha này lập kỷ lục, không biết có ai phá chưa? Này, ô đó, cha này là nhấn là nhanh nhất thế giới nè. Ô nhấn nhiều cái máy luôn. Theo em thấy cái tốc độ nhấn không? Là bao nhiêu nhé? World record luôn nè. Ô nhưng mà là 9 years ago rồi. Ok, không biết là bây giờ là ông nào, cha nào nhanh hơn nữa. Rồi, thôi bây giờ chúng ta cứ tạm thời lấy cái ông này đi nha. Alo, ủa em còn theo dõi không? Alo, còn mấy giờ cho 20 thì cho nó chẳng, thì rồi sau đó mình chia ra okay, cho một lần là bao nhiêu lỡ thì sao? Đúng rồi, người ta phá kỷ lục này là sao, đúng không? Cho nên là 50 luôn đi, cho nó chắc cú, ok không? Đấy. Như vậy thì 50 lần nhấn một giây. Coi tính cái này thử coi là chà gì đó, 50 lần nhấn một giây. Năm này là kỷ lục thế giới là 16 lần, đúng không? Một giây, vậy là tôi năm sau ổng lên 17, 50 gì sao, đúng không? Cho lên 50 lần một giây luôn đi, ok không? 50 lần một giây, được chưa? Là ông này là chắc là nhanh nhất thế giới rồi đó. Ông này đã 9 năm trước rồi, không biết giờ tới bao nhiêu. Nhưng mà chắc nhìn cái tay của ổng mà vượt qua kỷ lục của ổng cũng hơi khó. Như vậy thực tế mà nhấn mà nhanh hơn ổng chắc cũng hiếm ha. Rồi, như vậy thì 50 lần nhấn một giây là 50 lần. Vậy một lần là bao nhiêu giây em? Một lần nhấn là bao nhiêu? Như là một lần ở đây là 0.02 giây, tức là 20 mili giây, đúng không em? Một lần nhấn là 20 mili giây. Như vậy thì chúng ta phải quay lại, chúng ta kiểm tra cái nút nhấn trước 20 mili giây, tức là ở đây là chúng ta kiểm tra, đúng không? Xong rồi chúng ta chạy đi, chúng ta làm gì đó, đúng không? Rồi chúng ta phải quay lại đây, chúng ta kiểm tra. Thì thời tổng cái thời gian mình thực hiện ở đây á là phải nhỏ hơn hoặc bằng 20 mili giây thì hệ thống mới kiểm tra được cái ông này, đúng không em? Đúng không? Anh làm gì không biết mà hồi anh dưới 20 mili giây anh quay lại anh kiểm tra cho tôi, đúng không em? Đúng không, đúng không? Đó, phải không ta? Sao thấp như ta 20 mili giây hả? Được không? Nhưng mà thầy ơi, ví dụ như mình có tính cái khoảng thời gian mà nó nhảy từ dòng thứ nhất xuống dòng thứ hai là 4 microgiây, không phải? Mình đúng rồi, phải tính tổng luôn nha, tính tổng luôn, ok không? Tổng hết lại, được chưa? Thậm chí tôi phải nhân lên một cái hệ số an toàn nữa, ví dụ như hai bên này tôi không chắc, tôi cho 10 mili giây luôn, ok không? Nhỏ hơn hoặc bằng 10 mili giây luôn cho nó chắc, ví dụ vậy, ok không? Đây mình 20 là cũng đã an toàn lắm so với cái ông nhanh nhất thế giới này, đúng không em? Phải không? Đó, bây giờ chúng ta lấy 20 mili giây đi, ok chưa? Vậy là tổng 20 mili giây. Như vậy thì ở đây chúng ta phải sửa cái code này lại, được chưa? Bây giờ tôi sẽ sửa cái code này là như thế này. Tôi cho là delay có 1 mili giây thôi,
đây thêm một nữa là 20 giây thôi, là chắc cứu là hơn ông này chưa, chắc cứu là hơn ông chưa. Đây là 50 lần thì cái 20, mà ở đây tôi cho là chỉ có 20 giây thôi, và kết hợp với mấy cái này cho mấy micro giây nữa, cho lên 1 giây nữa đi, là thành 30 giây, chắc không tới 1 giây đâu đúng không. Đây 4 nè, 6, 8, nói chung em tính đi. Đó, nếu mà đây là 1 thì ok, nhưng mà nếu như chúng ta sửa ở đây 1 với 1 thì làm sao mà nó có thể delay lên 1000 được, đúng không? Cái yêu cầu của người ta delay là 1000 mà, phải không em? Cho nên là ở đây chúng ta phải dùng cái kỹ thuật lập trình, chúng ta phải đưa cái biến đếm vô, ok ha, chúng ta đưa biến đếm vô. Cụ thể là như thế này, chúng ta nếu như cái này mà nó vô trạng thái này thì chúng ta sẽ cho cái đèn này, nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ cho nó đếm nha. Thì chúng ta sẽ cho là if, vậy thì mỗi lần mà tôi 1 mili giây thì tôi cần 1000 mili giây thì tôi sẽ đếm 1000 lần, ok ha. Vậy tôi sẽ cho cái một cái biến gọi là biến count nha, nhỏ hơn 1000, nhỏ hơn 1000 là từ 0 đến 1 2 4 5 6 7 9 10 11, nhỏ hơn 1000 thì tôi sẽ cho cái count này tăng lên, như là bằng count rộng 1, thấy chưa? Mỗi lần mà nó nhỏ hơn 1000 thì tôi cho nó là biến đếm lên này, tôi phải khai báo cái count này chứ. Unsigned in count bằng 0. Rồi, mỗi lần mà nó nhỏ hơn thì nó tăng lên. Rồi, mỗi lần mà nó tăng lên á thì nó cho một cái delay vô đây. Cái delay vô đây. Nha, cho cái delay vô đây. Rồi, count. Delay 1. Rồi, tôi cắt vô đây cho nó sáng. Rồi, vậy thì chương trình này là nó sẽ kiểm tra biến count mà nhỏ hơn 1000 thì nó cho nó sáng lên, đúng không? Cho nó sáng lên. Rồi nó tăng biến count lên 1 và nó delay 1 giây. 1 giây xong nó chạy ra đây, nó thoát ra đây. Được chưa? Nó thoát ra đây thì nó sẽ tôi xóa này đi. Nha, tôi xóa này cho anh dễ hình dung. Rồi, nó sẽ thoát ra đây rồi nó quần lên đây, nó kiểm tra cái nút nhấn này lại. Trong cái thời gian nó delay chỗ này chỉ có 1 mili giây thôi, cho nên nó kiểm tra là dư sức của cái ông mà nhanh nhất thế giới nha. Rồi, tiếp theo là nếu mà count mà nó nhỏ hơn 2000, tôi cho nó từ 1000 cho tới 2000 như vậy, thì ở đây tôi sẽ làm một cái lệnh là else if, tức là nếu mà nó đã bằng 1000 thì nó sẽ kiểm tra đây, nhỏ hơn 2000 thì tôi sẽ từ 1000 cho tới 1999 thì tôi lại cho nó tắt và tôi lại tăng biến đếm cao lên. Đây, tôi cho nó tắt. Nên dùng kỹ thuật lập trình thôi, là lại đếm biến cao lên. Ok ha, rồi tôi lại delay. Đó, như vậy thì từ 1000 cho tới 1999 thì tôi sẽ cho nó tắt. Ok ha, rồi tới đây, tới đây thì nếu như tôi không có reset thì nó tắt là nó tắt luôn à, tại vì biến cao mà tăng lên 2000 rồi là nó không trở vô chỗ này đâu. Thì tôi muốn cho nó trở lại thì tôi lại làm một biến else nữa, là else này là nó đã bằng 2000 rồi, ok, là nó không thực hiện lệnh if này nữa. Vậy thì else mà nó đã bằng 2000 rồi thì bây giờ tôi sẽ cho count nó bằng 0 trở lại, ok ha, tôi cho nó bằng 0 trở lại để làm gì? Nó đã lên tới 2000 rồi thì nó sẽ quay lại 1000 chỗ này, nó chấp tắt nha. Mình dùng một cái kỹ thuật lập trình để mình giải quyết cái chỗ này của mình, ok ha. Tạm thời tôi làm cho cái state bằng 1 mà tương tự vậy thì tôi cũng copy ra cho cái state bằng 2 tương tự vậy luôn, đây cũng chấp tắt luôn đúng không, state bằng 2 nha, state bằng 2. Rồi, tôi cho nó chạy thử cho em xem. Bim. Trang này bấm cũng lẹ ha. Trong thực tế ai mà bấm cái nút nhấn của cái máy mà bấm kiểu này, đúng không? Kiểu này nhưng mà có banh cái nút luôn á. Rồi, đó, chúng ta chạy thử. Rồi, chúng ta nhấn nút. Ok không? Rồi, hệ thống nó sáng, đúng không? Rồi, nó tắt. Giống giống nãy không em? 1000 lần.
đúng không, gửi sang ta. Nhưng mà khi mà hệ thống chúng ta bấm nó đáp ứng liền, đúng không? Tại vì nó chia ra một một như vậy không này, bấm sang ta, bấm tắt sáng. Ủa à, như vậy thì nó bị một cái trạng thái này, bấm là tắt liền là đúng rồi. Nhưng nó bị trạng thái là khi mà chúng ta chuyển cái pha ra, chuyển cái pha mà qua cái trạng thái số 3 thì cái cao nó vẫn còn giữ lại, em thấy không, còn giữ lại giá trị cũ nên nó đếm tiếp. Nên ở đây chúng ta muốn mà nó đếm lại từ đầu á, thì ở đây chúng ta phải vô đây, chúng ta phải xóa cái biến cao đi, cao bằng không, nó qua cái state bằng 3 là cao bằng không liền, và ở đây nó qua cái state bằng không thì cao bằng không luôn. Em thì nó sẽ đếm lại từ đầu cho em nha. Đặt biểu chạy chạy hệ thống. Bấm này, chạy nè. Bấm là tắt. Ok không? Bấm chạy lại nha. Chạy lại và nó sẽ delay lại từ đầu. Rồi bấm tắt nè. Bấm chạy lại nè. Bấm là đảm bảo chạy liền. Ok không? Bấm tắt, bấm chạy nè, tắt nè, chạy nè, tắt nè, chạy nè. Nào thả ra thì chớp tắt, chớp tắt đây là chớp tắt một giây á. Ok không? Đó, như vậy thì ở đây một cái vấn đề thêm trong cái buổi hôm nay ta lưu ý là với cái statement change là cái vấn đề thứ tư hay thứ ba gì tôi quên mất rồi. À, thứ ba, được chưa? Trong cái state machine nó bị một cái tình trạng là không được phép delay, và chúng ta phải dùng những cái kỹ thuật lập trình như thế nào đó để chúng ta chia nhỏ cái delay đó ra, thực hiện thành nhiều lần. À, và cái quan trọng là chúng ta phải đáp ứng được cái ông nhanh nhất thế giới này. À, đó là với nút nhấn. Còn với những cái hệ thống khác, ví dụ như truyền dữ liệu giữa hai máy với nhau, thì ta phải sẵn sàng nhận dữ liệu chẳng hạn, thì chúng ta phải coi cái tốc độ truyền dữ liệu là bao nhiêu, và ta phải đáp ứng được cái nhanh hơn cái tốc độ truyền dữ liệu đó, ta quay về ta xử lý. Nếu mà không thì nó truyền dữ liệu, nó rớt mất dữ liệu của em. Hay như cái cảm biến nhiệt độ đi, là bao lâu nó cập nhật nhiệt độ về một lần, là hệ thống em phải đi ra sẵn sàng hứng cái dữ liệu đó. À, thì em phải có những cái xử lý cho nó kịp thời nha. Đó, đó là cái tiếp theo mà của cái hệ thống state machine. Đó. Thì cái phần tiếp theo nữa đó là gì? Đó là nãy giờ ta mới có bắt một sự kiện đơn giản thôi. Còn cái gì nữa? Còn là nhấn đơn giản, rồi gì nữa? Nhấn double click, đúng không? Double click là nhấn một lượt hai cái. Rồi nhấn giữ, thì chúng ta xử lý như thế nào? Đúng không? Nhấn giữ tức là nhấn, rồi giữ đó trong một khoảng thời gian. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Cái này chắc không kịp rồi thôi. Bữa sau chúng ta nghiên cứu, hoặc là mấy em về mấy em coi như bài tập, mấy em làm thử coi được hay không. Ok không? Bài này thì tôi sẽ có một số cái bài tập exercise để mấy em làm. Ok, mấy em sẽ coi trên cái trang UTX của em á, có bài tập chúng ta làm này. Nhấn giữ kia thùng lum. Ở đây chúng ta cũng không có làm được cái vụ mà chống dội nữa, chưa có kịp thời gian nữa. Thôi, cái này dồn lại bữa sau chúng ta làm luôn. Ok không? Hôm nay là hy vọng là giải quyết cho mấy em được một số cái vấn đề về điều khiển nút nhấn, để cho mấy em thấy cái bản chất của cái đọc nút nhấn nó cũng không có đơn giản như là mình nghĩ. Nhưng nếu bạn nào chỉ học Arduino bình thường thì nó kêu nhấn nút này kia đó, thì nó còn nhiều cái vấn đề phức tạp ở trong này nữa. Ví dụ như bạn nào về thử, chúng ta mở rộng ra coi là nhấn giữ nè, double click nè, long press nè, là nhấn giữ nè, đó, vân vân. Được chưa? Em có câu hỏi gì hay không? Dạ thầy để deadline giảng giảng ra thầy, nó kiểu dùng bị dồn dập quá thầy. Ok, vậy thì mấy em muốn deadline ngày nào mấy em comment lên trên cái group Facebook đi nha, để tôi dời ra đúng cái đó. Ok nha. Được không? Ok. Ok. Rồi thôi tôi stop cái record đây nha, cũng 8 giờ mấy rồi, đúng không? Ta làm phát không nghỉ trưa, không nghỉ giữa giờ luôn mà.